Chiều ngày 23 tháng 9 tại thành phố Hồ Chí Minh, trận chung kết vòng loại giải bida bun 9B Hồ Chí Minh City Open 2024 đã diễn ra. Giữa hiện tượng 20 tuổi Nguyễn Đăng Tuyên và cơ thủ kỳ cựu người Đài Bắc Trung Hoa Yu Shi Li. Trận đấu cuối cùng của vòng loại khởi đầu khá hấp dẫn khi hai tay cơ liên tục đưa tỷ số về thế cân bằng. Tuy nhiên, khi tỷ số đang là 2-2, Yu Shi Li cho thấy đẳng cấp vượt trội khi thắng liên tiếp 7 ván để giành thắng lợi chung cuộc 9-2. Danh chức vô địch, Yu Shi Li nhận 130 triệu đồng. Với ngôi Á quân, Nguyễn Đăng Tuyên nhận 52 triệu đồng. Như vậy, vòng loại Hồ Chí Minh City Open 2024 đã chính thức khép lại với việc tìm ra nhà vô địch cũng như 32 suất góp mặt ở vòng chung kết. Vòng chung kết sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 25 đến 29 tháng 9 tại nhà thi đấu Hồ Xuân Hương, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. 128 cơ thủ sẽ tranh tài cho chức vô địch lên đến $35,000. Đây cũng là số tiền thưởng lớn nhất trong lịch sử bida bun Việt Nam.